Dạ, xin kính chào quý ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em gần xa. Nay có một thông tin, một lô đất ở tại xã Jun, huyện Chư Bờ Dông, tỉnh Gia Lai cần bán gấp, nhờ em tới đây quay và đăng tải lên để bán cho quý anh chị gần tới em ơi. Và đây, lô đất hôm nay em giới thiệu là đây ạ. Theo mặt đường liên xã đây là 10m, chiều sâu đã trừ lộ giới rồi là 60m, trong đó có 600m đất thổ cư. Phải nói là một lô đất đẹp. À xin lỗi, 400m đất thổ cư ạ. Em nhắc lại là chiều ngang theo mặt đường liên xã là 10m, chiều sâu 60m, 400m đất thổ cư. Một lô đất có tiện ích xung quanh, khu dân cư đông đúc nhá. Với mặt bằng này, quý ông bà cô dì chú bác chúng ta về đây định cư, có thể buôn bán kinh doanh bất cứ mặt hàng thì cũng được, có thể định cư bán nhà bán đất. Còn tiện em giới thiệu về tiện ích xung quanh lô đất của chúng ta. Theo hướng này chúng ta theo ra tới quốc lộ 14A, nối dài với đường cách mạng của huyện Chư Sê thì bán kính trong vòng khoảng 4 cây số đổ lại. Về tới trung tâm ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, tiện ích xung quanh bán kính khoảng 500m thôi ạ. Và theo hướng đây, theo hướng hàng màn hình quý vị đây, là theo hướng này là con đường này rất thông nhá, con đường này thông ra đường tỉnh lộ và chúng ta có thể lên tới quốc lộ 19A, lên tới thành phố Bần Khu khoảng 40 cây số đổ lại, và trong này còn rất nhiều xã nối dài ạ. Một lô đất gia chủ cần bán để giải quyết công lợi trong gia đình nhá, nhờ em tới đây đăng tải lên để bán với cái giá bán cực hợp lý cho quý ông bà cô dì chú bác chúng ta đầu tư sinh lời, chúng ta về đây định cư sinh sống. Với cái giá bán chỉ có 680 triệu. Tổng miếng đất này bao sang tên cho quý ông bà và cô dì chú bác luôn. Lô đất chúng ta tọa lạc hướng Nam nhá, hướng Nam ghé Tây. Lô đất chúng ta hiện tại đang thấp hơn mặt đường liên xã khoảng 1m nhá. Em nói rõ là như vậy luôn. Nói là một lô đất đẹp. Ở thời điểm trước khu vực này toàn giá 101 tới 121 m, giờ này chỉ còn 680 triệu. Tương đương với 68 triệu trên 1m ngang, vẫn còn thương lượng nhẹ và bao sang tên. Một lô đất đẹp, tiện ích xung quanh đầy nhá. Đó, quý vị thấy đấy ạ, đất đó ạ. Phải nói là một lô đất quá đẹp luôn, giá rẻ. Chủ nhà đang cần tiền bán gấp để giải quyết trả nợ ngân hàng nhá, em nói rõ vậy luôn. Quý ông bà cô dì chú bác chúng ta có nhu cầu mua một phần, chúng ta mua một lô đất hợp lý giá rẻ. Một phần chúng ta mua được một lô đất để giúp chủ nhà giải quyết công lợi trong gia đình. Rồi, mọi thông tin chi tiết quý ông bà liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 và kết nối Zalo để em chia sẻ kỹ hơn và tư vấn về đây trực tiếp gặp chủ nhà chúng ta thương lượng mua bán. Rồi bây giờ xin mời theo dõi livecam để biết tiện ích xung quanh lô đất chúng ta và vị trí lô đất nó thuận tiện thế nào ạ. À, lời đầu tiên em xin chào quý ông bà cô chú bác, chúng ta có đất bán hoặc mua ở tại tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê. Có nhu cầu bán thì liên hệ cho em số điện thoại trên màn hình, em sẽ đăng tải và giới thiệu lên bán giúp quý ông bà cô dì chú bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Ồ, nãy giờ sao không thấy video đâu em?